Thái Hóa cuộc sống 10 năm rồi. Hawking cách Mission này bao nhiêu ký km? Khoảng 30 cây. 30 cây, mấy bước thôi, 15 phút. Em đi tàu 1 tiếng đấy. Rồi. Với lại, bây giờ thi thoảng em ngồi là lâu thì em đau cái cổ. Rồi. Dạ. Rồi đau đâu nữa? Không, em chỉ đau cổ với đau cái lưng thôi. Đau lưng là đau cổ, đau lưng. Bên đây bệnh nghề vậy thôi, tại vì em ngồi em giá đồ hay gì? Vâng, em ủi đồ thì là nó đau cổ. À. Còn lưng thì là, cứ mùa đông thì đau nhiều hơn mùa hè. Đấy. Đấy, trồm đá là ok rồi. Là thành mùa nóng luôn á. Em mùa nóng luôn. Em mua 6 cục đá tối là em nằm luôn. Không, không phải nằm đó, mà trồm ngang. Trồm vô ngang. Mùa nóng này có thể trường lạnh không hay là chỉ trường nóng, tất cả trường nóng, đối riêng em là trường nóng hết. Còn trường lạnh á là ngoại trừ khi nào bị sưng nóng đỏ đau thì nói trường lạnh thôi, chứ còn phần nhiều là trường nóng hết. Còn em muốn biết nó kết quả như nào lấy bằng mũi em để vô tay, nó phỏng xong em lấy cái đá lạnh em trường vô nó hết phỏng. Nói đừng làm thiệt nha. Ai đảm đương cho cô. Là khỏe, ừ, người nhẹ nhàng hẳn đi. Rồi đi tới luôn ngồi xuống rồi sao? Con lành chưa? Dạ. Rồi. Rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.